Chào các bác, và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em được một lượt like và một lượt đăng ký kênh Nước Màu Đỏ. Hôm nay em có một cái sản phẩm mà chỉ có mấy chục triệu muốn giới thiệu đến tay các bác. Xin giới thiệu với tất cả các bác, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Chevrolet Spark Van biển D. Xe được sản xuất và đăng ký 2015, tên tư nhân biển Hà Nội. Xe mang ngoại thất là màu bạc. Chiếc xe này là phiên bản số sàn các bác nhé. Bán tải van thì tức là các bác cứ nôm na dễ hiểu, đó là xe chỉ được sử dụng hai chỗ ngồi đằng trước thôi, còn khoang đằng sau là khoang chở hàng các bác nhé. Chiếc xe này hiện tại em đang để giá bán cho các bác chính xác luôn là 89 triệu các bác. 89 triệu các bác sở hữu được một chiếc xe che mưa che nắng, đời nó còn khá là cao các bác ạ. Nếu khắc định đi quanh đi chợ này hay là đón con đi học rồi thì thay cái xe máy thì các bác, thì các bác nên sở hữu và lựa chọn chiếc xe này, thì em thấy nó khá là hợp lý. Bởi vì với cái tầm tiền 80-90 triệu thì các bác có nhiều những cái dòng xe 5 chỗ khác, nhưng mà đời nó sẽ rất là sâu. Với cái chiếc xe này thì đời nó còn khá là cao, do vậy là chất lượng nó rất tốt các bác nhé. Xe này là em mua chính chủ ở tại Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội các bác ạ. Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đó, em quay qua sơ bộ cho các bác xem này. Thực ra cái chất lượng xe thì em cũng luôn cam kết với các bác là tuy nó chỉ là mấy chục triệu thôi, nhưng mà keo chỉ máy móc của nó còn zin các bác nhá. Đó, xe không một mọt, chỉ có một vài điểm nhỏ là có bị hoen dỉ, bởi vì cái dòng xe Chevrolet này thì không tránh được các bác nhá. Đây là hàng ghế thứ hai này, thì như các bác biết rồi, đây nó chỉ là một cái tấm phản chở hàng thôi, thì anh chủ nhân anh đã độ một cái tấm tấm ghế như này. Thì ví dụ các bác muốn chở người thì chúng ta để như này, còn nếu các bác không muốn chở người chúng ta có thể hạ cái phần ghế này xuống để chúng ta có thể chở hàng hay là đúng tiêu chuẩn các bác nhá. Đó, và đây là những cái thanh nan sắt để bảo vệ kính khi mà chở hàng hóa, nguyên bản là chúng ta phải để như này các bác nhá. Còn các bác không thích thì chúng ta có thể tháo đi. Keo chỉ này, cột kèo thì em cũng xin chia sẻ với các bác là nó còn zin các bác ạ. Đây, thì nhãn hiệu này, Chevrolet này, ô tô tải van Spark này. Họ sản xuất 2015. Các bác thấy tem zin không ạ? Còn rất mới đúng không các bác? Đây em quay cho các bác này, từ những cái phần cao su chân kính này hay là phần nhựa bên ngoài xe, các bác thấy nó có độ liền lạc và độ mới không ạ? Bởi vì chiếc xe này đi cũng khá là ít các bác nhá. Đó, còn về la răng thì chiếc xe này sử dụng là la răng sắt, chủ nhân đã ốp một tấm nhựa ốp la răng giả la răng sắt, la răng đúc các bác nhá, và sử dụng 4 lốp linh long còn rất mới, mới tinh luôn các bác ạ, lốp linh long còn mới tinh luôn các bác nhá. Rồi em quay tiếp phần đầu xe, hôm nay Hà Nội khá nắng các bác. Có cái phần phim cách nhiệt đằng sau này này là nó đang hơi bị lão hóa theo thời gian các bác. Bác nào mua thích thì em sẽ dàn mới tặng các bác luôn. Đây, em quay luôn cho các bác từ cái đèn hậu này, Sparkline này, Chevrolet này, camera lùi, màn hình Android đầy đủ các bác nhá. Các bác có công nhận với em là khi các bác xem chiếc xe này là thấy được độ chất và độ đẹp chưa ạ? Thật sự là đẹp luôn các bác. Đây là cánh cửa sau này, cánh cửa sau này nó nguyên bản hết các bác nhá, bởi vì đời nó còn rất cao, đời 2015 chứ nó không. Thật sự với các bác là bây giờ các bác khoảng 60-70 là các bác mua được một chiếc xe 5 chỗ rồi, Spark 5 chỗ rồi, nhưng mà nó được đời thấp hơn và nó là xe taxi hoàn lương ra thì các bác biết rồi. Em xin phép các bác là em tắt cái máy đi cho đỡ nóng, không mà nó cực, nó tỏa ra cái nóng nên là không đứng được các bác ạ. Đó, các bác ơi, đây là phần ghế da. Ghế da này là anh chủ nhân họ lắp thêm mọi người nhá. Anh chủ nhân lắp thêm bởi vì nguyên bản của chiếc xe này chỉ là ghế nỉ thôi. Đó, ghế da này, phanh tay các bác có thể nhìn thấy này. Đó. Cần số, hộp số sàn 5 cấp, nội thất thì cực kỳ mới các bác nhá. Bởi vì chủ nhân rất là giữ gìn về vấn đề chất lượng chiếc xe này. Các bác có thể nhìn thấy đây. Rất nét đúng không ạ? Đó, tablo này, tất cả các 4 cánh điều hòa đều được dán cái phần hoa văn này để mà chống trầy xước, với lại trang trí thêm thôi, nhưng mà cá nhân em thì em cũng không thích lắm các bác ạ. Táp ly cửa phụ này, keo chỉ các bác nhìn thấy không ạ? Đó, tuy là xe nhỏ tiền nhưng mà còn rất là chất, bậc lên xuống đều được dán chống trầy xước hết các bác này. Ghế phụ này, đó các bác thấy không ạ? Rất đẹp các bác nhá. 89 triệu các bác sở hữu được một chiếc xe được sản xuất và đăng ký 2015, số sàn biển D các bác nhá. Đó, nẹp chân kính các bác nhìn này, nó còn đen xì và sần như này, kính zin nguyên bản theo xe này. Nẹp chân kính này, kính nguyên bản, mặt gương, từ cái mặt gương cũng là nguyên bản các bác này. Đó,
Các bác thấy không ạ? Em đóng cửa cho các bác xem này. Đó, rất nét đúng không mọi người? Xe nó còn chuẩn form, nó rất là chuẩn form và nó không bị nhồ nhề các bác nhá. Đèn này, Spark Van sản xuất và đăng ký 2015 các bác ạ. Thực ra thì cái xe này thì cũng không có cái gì phải quay quá nhiều, gọi là em quay qua sơ bộ để cho các bác hình dung qua thôi. Còn thì về chất lượng xe thì các bác là hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Đó, em đi vào bên trong nội thất này. Mở cửa này cho nó được sáng. Rồi. Các bác thấy không ạ? Cái xe này hiện tại đang bị hơi bị bục bô các bác nhé. Nó đang bị khả năng là nó hoen dỉ mất cái bô hoặc là bị làm sao đó, nên là em thấy cái tiếng nó hơi bị phù phù một tí thôi. À, vô lăng này, vô lăng thì không có gì cả, nhưng mà vẫn có tui khí các bác ạ. Còi này, vô lăng lái được các bác nhá. Đó, gương này, à cái này là cái giả gương thôi các bác ạ. Còn thì nó không chỉnh gương bằng mặt gương này được các bác nhá. Đây là tăng giảm sáng đèn đồng hồ này, hộc gió điều hòa này, đèn xi nhan. Công tơ là 11 vạn các bác ạ. 11 vạn cây số. Những cái dòng xe này thì không tời không tua làm gì đâu các bác, nên yên tâm nha mọi người nhá. Các bác nhìn thấy cái phần tablo này, nhựa tablo này, nhựa cột này. Đó, nỉ, tấm chắn nắng này, gương nguyên bản này. Đèn này, đèn trần này. Tấm chắn nắng bên phụ này. Đó, cột kèo này. Đăng kiểm còn các bác nhá. Đó. Và đặc biệt chiếc xe đã được lắp thêm một bộ màn hình Android rồi. Chúng ta có thể nghe nhạc, xem phim, rồi thì camera lùi, rồi thì camera hành trình. Đây các bác nhá, camera hành trình được gắp ở đây này. Đó, đây em quay camera lùi cho các bác xem này. Khả năng lại trục trặc thì camera lùi rồi các bác ạ. Để tí nữa em chỉnh sửa sau. Đó, đây là hộc đựng đồ này. 89 triệu các bác nhá, 89 triệu nhưng mà chất lượng nó còn khá là mới. Điều hòa mát, 4 bánh quay đều, đài đầu đèn nghe nhạc hay các bác ạ. Điều hòa cơ này, cần số này, không thiếu gì đâu các bác ạ. Chìa khóa cơ, chìa khóa cơ như khóa kính điện các bác nhé. Phanh tay này. Nội thất thì rất mới, thật sự là chủ nhân họ đi rất ít các bác ạ. Đấy, chân phanh, chân côn, chân ga này. Đây các bác nhìn này. Bậc lên xuống, từ cái bậc lên xuống của cái đây, em vào khoang máy cho các bác xem nhé. Máy đi hơi nóng nên em xin phép các bác là em quay nhanh. Nó cũng không có cái gì gọi là ghê gớm cả đó đúng không các bác. Máy nổ êm thin thít các bác nhá. Xe được trang bị động cơ 0.8 số sàn, 3 máy. Thì các bác biết là cái chiếc xe này đi nó sẽ là tiết kiệm nhiên liệu như thế nào rồi đúng không các bác. Đó, đây là cabo này. Đó, các bác thấy không ạ? Máy đang nổ mọi người nhá, máy đang nổ, không rung giật. Đó. 89 triệu em để cho các bác yên tâm về sử dụng được mọi người nhá. Em ship xe toàn quốc. Cái xe này thực sự nó cũng chả có cái gì đâu các bác ạ, nó chỉ có thế thôi. Nhưng mà em nghĩ là 89 triệu mà các bác muốn mua một cái xe mà nó ổn định một chút ý, đời cao cao một chút ý, thì các bác mua cái xe này. Bởi vì nó rất là ổn định. Rồi em cảm ơn các bác nhá.